Và tất cả những người ngồi trong đây có những người mang nghiệp phá thai đâu, hay là khắp nơi nơi coi qua cái chương trình ngày Chủ nhật này chúng ta trực tiếp như vậy, quý vị coi qua, quý vị phải nhớ có kỹ một điều nghe. Quý vị mang nghiệp phá thai á, không phải là đem bài vị ghi trong bàn thờ hay ghi ở chùa chiền mà giải quyết được đâu quý vị. Việc này là cái việc nó nhỏ lắm, nó rất là nhỏ, nó không giải quyết được vấn đề. Rồi quý vị ghi bao nhiêu tờ giấy nó cũng không giải quyết được vấn đề đâu. Rồi quý vị nhờ quý thầy tụng kinh niệm Phật cũng không giải quyết được vấn đề này đâu. Mà cái giải quyết vấn đề là chính quý vị là người buộc dây, thì chính quý vị là người mở dây. Đây mới là chỗ giải quyết vấn đề nè. Nên không giải quyết không. Nên hôm qua gặp một cái gia đình này ha, gia đình có đúng một đứa con, có đúng một đứa cháu, trời thương con trai mà thương nó vô cùng. Gia đình chắc cũng khá giả, đúng là có đúng một đứa cháu. Mà cái đứa cháu trai nó làm sao, lúc thì nó tỉnh táo vô cùng, mà lúc thì nó la khơ 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 vậy đó. Nó la khơ 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 kỳ cục vậy đó. 9 tuổi mà nó la khơ 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 vậy đó. Thì vị biết rằng những đứa vừa nhìn 3-4 bà đàn bà ngồi xung quanh cái gia đình, nhìn mặt hình như thấy cái mồi phá thai. Ngộ ghê, làm như giết, làm như nó có cảm ứng như sao. Nhìn mặt cái mình nói, mình không có nói chỉ thẳng họ tại hồi chưa biết tu quý vị. Mình nói rằng có khi xã hội có nhiều người cứ nghĩ, có cái quan niệm nghĩ rằng là thí dụ như bây giờ lúc mình chưa muốn sanh con mà lỡ có gia đình hay gì đó làm sao đó mà tự nhiên mình có thai, cái mình nghĩ rằng đó chỉ là một giọt máu thôi thì phá quá giọt máu chứ nó làm gì giết người phải không. Nhưng mà nếu nó không có nhập cái linh hồn vào giọt máu đó là làm sao mà biết mình mang thai. Tuy là nó là giọt máu nhưng mà cái linh thức nó nhập vào đó thì cái giọt máu đó là cái thể tướng của mình nè. Cái thể tướng của mình mà quậy cái giọt máu đó tan nát ra thì giống như mình cầm cây mình đập cái thân của người ta banh chành hết trơn, hiểu không? Thì khi mình đập cái thân người ta bể banh chành kia hết trơn thì cái linh hồn người ta nó trú ẩn vào đâu? Như bây giờ chúng ta này đang có thân như vậy tồn tại là linh thức nó nhập vào nó còn sống. Nhưng khi chúng ta mà cái thân này chết đi là linh thức nó xích ra liền, hiểu không? Thì bây giờ quý vị vừa phá cái giọt máu đó là quý vị đang đập bể cái thân của người ta rồi. Thì cái sự đau đớn của linh thức vô cùng thì nó không còn chỗ trú ẩn nữa. Phá nhà rồi không còn chỗ trú ẩn nữa, hiểu không? Thì bắt đầu là nó đã giết đi một mạng người rồi, hiểu không? Nên từ nơi đó mà khi phá thai như vậy đó thì cái quả báo á là khi mình sanh ra những đứa con sau này mình nuôi là những đứa con có khi nó không bình thường. Hoặc là đứa con đến đòi nợ mình ghê lắm. Tại vì cái đứa đến trả ơn mình giết đi thì thành báo oán à. Mà cái đứa mà đến báo oán mình giết đi thì oán càng chắc chồng thêm. Thì từ nơi đó mà bây giờ cái phước của người làm cha làm mẹ lớn còn, còn cái phước đứa con thì yếu, tâm thức yếu. Thì nó không đụng được cha mẹ thì phải đụng đứa con. Nó đụng cho đứa con phải khổ đau, đứa con phải bệnh đau. Thì cha mẹ khổ đau tại vì mình thương con. Thì nghiệp gia, quan gia nó xử ngay cái người mình thương á. Cái người mình thương phải bị cái này bị cái kia. Thì mình làm cha làm mẹ làm ông bà sẽ khổ tâm, hiểu không? Sẽ khổ tâm. Thí dụ như bây giờ bản thân của mình á, làm người mà mình á, đi chỗ này đi chỗ kia, mình làm những cái điều mình hại đời bao nhiêu người nữ trẻ, thì sau này cái nghiệp quan gia đó là tự nhiên á, nó sẽ khiến làm sao trong gia đình mình có con gái, rồi con mình phải đi rồi bị gặp bao nhiêu con người phá hoại vậy. Để làm chi? Để cho mình làm ông bà cha mẹ đau lòng. Nó đòi nợ qua trung gian như vậy đó. Mà không phải là ông bà làm mà con cháu chịu, không phải. Mà là ông bà làm cái nghiệp đó, con cháu mình nó có cái nghiệp Iran vậy, nó sanh vào nhà mình. Là nó đồng nghiệp nó sanh vào để nó cùng làm cho nhau đau khổ. Chứ không phải cái nguyên lý là ông bà làm mà con cháu chịu. Cái nguyên lý mà người khác làm mà mình chịu thì không đúng. Mà là mình làm điều sai, con cháu mình có cái nghiệp đó, nó sanh vào gia đình mình thì nó cùng tạo cái nghiệp khổ đó, để chúng ta cùng ôm nhau mà khổ. Là đúng rồi đó. Đó, nên từ nơi đó mà những cái người mang nghiệp phá thai đó là tự nhiên sanh con có nhiều con hư hỏng lắm. Rồi tự nhiên khi phước vợ chồng nó kém đi, cái vợ chồng nó kình lộn nhau. Nó gặp chồng tự nhiên nó ghét chồng, gặp vợ nó ghét vợ. Rồi tự nhiên nó khiến cho gia đạo bất an lộn xộn. Cái đứa thai nhi kia khi nó đủ nhân duyên á thì nó chích chồng, chích vợ, chích cha mẹ hai bên, chích đứa con này phá hoại gia đình, phá gia chi tử, làm đủ chuyện, gia đình nó xào xáo rối lên. Rồi nó khiến cho tự nhiên đau bụng,
rồi nhức đầu, nhức tai, nhức lưng là phước si nó làm cho mình như vậy đó. Nó làm te tua hết trơn, gia đạo này lộn xộn lên hết, nó quậy tưng gia đình này lên hết luôn. Bắt đầu là mình đi cầu thầy bà, mình đi hướng chỗ này cầu, hướng chỗ kia cầu, cái nó làm cho mình càng đi giết càng gia đạo tan nát, rồi nó gia đình này tiêu tan hết. Rồi khi cặn tử nghiệp á, mình gần chết á, thì nó mới đến, nó đến nó đẩy thẳng mình vào cái quỹ đạo của nó luôn, là nó xử đến mức cuối cùng là mình phải đi vào quỹ đạo của nó. Cái sức đòi nợ của một con người khi bị mình giết đó, nó kinh khủng vậy đó. Thì quý vị cứ nghe cái câu chuyện của Ngộ Đạt Quốc Sư lại bị hiểu liền vậy đó. Nó giết lầm một người đó, vậy mà ngài là vị cao tăng á, 10 đời tu, vậy mà nó đeo hoài theo, nó đứng bên cạnh nó chờ, gọi là quan gia đối đầu ở cái cõi đời là nó như vậy. Nó cứ đeo theo hoài, nó chờ, nó chờ hoài, nó chờ đến khi mà Ngộ Đạt Quốc Sư ông vừa khởi tâm không phải cái thôi, là bắt đầu là nó nhập vào đầu gối ông làm một vẻ mặt người liền. Mà tại vì ông tu cái pháp tự lực nên 10 đời là bậc cao tăng, nhưng ông chưa đạt được cái giải thoát. Nhưng mà khi tới đời thứ 10 mà ông bị một vẻ mặt người đó đó, thì tự nhiên ông lại gặp tịnh độ. Từ đó ông tu ông mới giải quyết vấn đề giải thoát. Thí vị biết tu dữ dằn như vậy mà 10 đời vẫn là cuối cùng bị quan gia trái chủ làm một vẻ mặt người mà lên bờ xuống ruộng luôn. Nếu không nhờ Tôn giả Ca Đạt Ca giúp đỡ thì tiêu rồi, làm sao mà thoát được, quý vị nghĩ đi, thấy không? Nên từ nơi đó mà khi mình về đây nào là mình nghe được pháp, mình niệm Phật á, thì quan gia trái chủ đi theo mình hay những cái nghiệp phá thai đi theo mình, nó vô đây nè, khi nó nghe như vậy rồi tự nhiên trong lòng nó chẳng suy nghĩ. Suy nghĩ bây giờ nếu chúng ta bây giờ mình đòi nợ người ta rồi người ta đòi nợ mình, bây giờ mình suy nghĩ rằng bên nào cũng khổ hoài, cứ khổ hoài nó không thoát được. Bây giờ mình muốn mình thoát khổ không? Mình muốn mình thoát khổ không? Muốn. Vậy thì mình muốn mình thoát khổ thì mình đừng có đòi nợ người ta. Giống như bây giờ mình hận người ta là mình khổ à, mình buồn người ta là mình khổ à, mình trách người ta là mình khổ à, mình không vừa lòng người ta là mình khổ à, những cái gì mình không thích là mình sẽ khổ à. Thì bây giờ mình đeo đẳng tới mình đòi nợ thì cái tâm quán thù này á, là nó cấu kết là cái tâm sân hận. Mà cái tâm sân hận này nó cấu kết như vậy thì làm sao? Thì nó đẩy mình đi vào cái quỹ đạo khổ đau hoài 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 hoài. Mà tâm sân hận nó cứ cấu kết cấu kết cấu kết, nên ở trong địa ngục vì sao mà lâu mà không ra? Vì sao trong địa ngục lâu mà không ra? Địa ngục là từ đâu ra? Địa ngục là từ tâm mình sanh ra. Từ cái tâm sân hận sanh ra cảnh giới địa ngục. Tất cả những cái dụng cụ để hành trong địa ngục toàn là do tâm mình sanh ra hoàn toàn hết. Địa ngục nó không phải ai tạo mà do tâm sanh, hiểu không? Nên trong địa ngục á, là mình bị chặt bầm, giết, chặt đầu, lột da, mổ bụng, làm đủ chuyện, moi guộc mình ra, moi guộc kéo ra. Con mắt mình gì moi con mắt mình móc mình ra, rớt xuống mau chảy xuống. Ghê chưa? Rồi cái tâm mình vừa chuẩn bị mà mình chết đó, thì cái tâm mình tại sao giết tôi như vậy, tại sao? Thì cái tâm sân hận nó cấu kết khi mình vừa chết đi, một cơn gió nó thổi qua cái mình trở lại là ở trong địa ngục. Vì sao? Vì cái tâm sân hận cuối cùng á, là cái nhân cuối cùng là sân hận. Thì cái nhân cuối cùng sân hận đó nó cấu kết mình là vừa chết đi là tiếp tục sanh lại địa ngục. Nên trong cái địa ngục chỉ có một ý niệm A Di Đà Phật, mà ý niệm đó mà bỏ tâm sân hận cái thôi thì tức khắc cảnh giới địa ngục mất liền. Chỉ cần một ý niệm mất đi, không còn tâm sân hận là cảnh giới địa ngục không có. Nhưng chúng ta không có một ý niệm nào mà chúng ta buông xuống cái tâm địa ngục hết. Nên trong địa ngục chúng ta đời đời kiếp kiếp ở trong địa ngục. Nên Ngài Địa Tạng Bồ Tát Ngài cứ đến cảnh giới địa ngục Ngài thuyết pháp. Nhưng mà vì chúng sanh trong địa ngục quá khổ, tâm sân hận cấu kết khổ đau cung cực, máu me chảy tùm lum, đầu cổ banh chành, tóc tai bùm xùm, làm sao mà nghe được Ngài Địa Tạng giảng đây? Vậy mà có những chúng sanh mà vừa lọt vào tai nghe một câu Ngài Địa Tạng giảng thì tức khắc Ngài Địa Tạng Bồ Tát Ngài giúp cho chúng sanh nó ra khỏi địa ngục. Mà khi vừa ra khỏi địa ngục một cái là bắt đầu là mọi người chúc mừng là lên dương gian cố gắng sống tốt đẹp, đúng không? Nhưng mà vì mê hoặc điên đảo lên dương gian quên đi cái khổ đau trong địa ngục, lên đây tiếp tục tạo nghiệp thời gian ngắn ngủi nhất, chúng ta trở lại địa ngục. Đó. Tại vì biết rằng là cái địa ngục là do cấu kết cái tâm sân hận này, sân hận cứ cấu kết. Còn quý vị biết cái tâm tham lam nó cấu kết là cái quả báo của ngạ quỷ. Thì quý vị đọc qua kinh Du Lan Báo Hiếu thì quý vị coi khi Tôn giả Mục Kiền Liên là bậc A La Hán mà quan sát nghe, mà Tôn giả Mục Kiền Liên là thằng thông đệ nhất đó nghe, mà quan sát thấy mẹ của mình á là bà Thanh Đề bà đỏ trong địa ngục khổ đau như vậy, mà xuống nghe thấy thương mẹ đem miếng cơm cho mẹ ăn, vậy mà đem cơm xúc cho bà quá đói, bây giờ mà gặp cơm thì mừng cỡ nào quý vị.
Cái tâm tham này nó cấu kết. Vừa gặp cơm cái nghĩ, trời ơi, bữa nay con mình đem cơm cho mình ăn nó đặc biệt gì đâu. Bây giờ mình phải làm sao mà mình á, làm sao mà mình giữ gìn cơm này để mình ăn một miếng còn chút mình ăn nữa. Chứ bây giờ mình mà đem ra đây mấy con quỷ đói kia nó lỡ nó giành cơm của mình nó ăn rồi sao. Trong khi mình là nguyên một nhóm quỷ đói muốn chết luôn. Bây giờ đem được có miếng cơm xuống ăn thì thôi mọi người chúng ta ăn miếng đi. Thì cảnh giới của ngạo quỷ mất tiêu liền. Nhưng mà do bà không có chấp nhận điều này, mà bà muốn giữ cơm này nên bà lấy tay áo bà che cơm lại để bà ăn từ từ. Nên cái tâm tham chấp đó của bà nó cấu kết, nên bà ở trong loài ngạo quỷ bà không thể nào ra được. Thì bây giờ nhờ thần lực của chư Phật Bồ Tát và bậc A-la-hán tu hành để gia trì. Mà trong cái lúc mà gia trì đó, gia trì là gì? Gia trì là sự gia trì từ lời giảng á. Gia trì là gì? Gia trì là gia trì từ cái lời giảng á. Lời giảng gì nè? Là gia trì đó. Không phải gia trì là vuốt đầu, không phải gia trì là chúng ta vuốt lên người, không phải gia trì là chúng ta rải nước, không phải. Mà cái gia trì của đỉnh pháp á, là để lấy cái pháp để giảng. Giảng cái pháp đó để con người ta rơ rụng cái tâm tham. Khi cái sự gia trì là rơ rụng tâm tham vừa mở mắt đi thì tức khắc cảnh giới của ngạo quỷ mất đi. Đó. Thì cái tâm tham vừa mất đi, cái cảnh giới ngạo quỷ mất đi thì cái sự tu hành đó, cái phước của Ngài Mục Kiền Liên và chư tăng tu hồi hướng thì tức khắc bà tiếp nhận được, vì cái tâm tham nó mất đi mà cái tâm tiếp nhận đạo nó phát triển thì vừa cái phước đó nó bỏ vào nhân quả tương đồng thì cái phước sanh từ tự tánh hiển lộ thì bà sanh lên cung trời đau lợi mà hưởng phước. Nguyên lý là như vậy đó. Cái cầu siêu là phải nhờ cái người tu hành. Thì mà phải làm sao nói với người này nghe hiểu rồi. Hiểu rồi buông xuống những cái tâm xấu đó. Rồi mới tiếp nhận được cái phước khi hồi hướng. Quý vị coi, đâu phải chuyện đơn giản. Tự nhiên bây giờ quý vị bỏ ngay số tiền nhờ tụng kinh vèo. Tụng nhanh để đi lại cái số khác. Vèo lên. Tụng lìa chân xong một cuốn kinh đang lấy tiền đi cái show khác. Quý vị nghĩ quý vị cầu an cầu siêu cho người thân quý vị hả? Còn thua quý vị ở nhà con cháu tập trung lại tụng kinh nữa. Con cháu tập trung lại niệm Phật cho cha mẹ còn đạt 100.000 lần hơn. Là cái kiểu mà mướn người ta đến tụng kinh. Tụng hơn chạy đua nữa quý vị. Nói cái lời kinh là lời gì? Lời kinh là để cho người ta nghe được lời kinh để giác ngộ, đó là sanh công đức. Khi nghe được lời kinh nó dẫn là có cái nhân của đắc độ về sau, nó mới có phước đức, hiểu không? Còn giờ quý vị vô với tụi làm lìa không nghe được cái gì chứ sao có công đức, hiểu không? Nên câu Phật hiệu vẫn là thù thắng. Vì sao? A Di Đà Phật công đức chứ sao? Hiểu không? Câu Phật hiệu thôi. Nó nên đại công đại đức là một câu Phật hiệu là như vậy. Quý vị thấy những đức giải thích rõ ràng không? Nó quá rõ ràng luôn. Rõ ràng mà không chịu nghe. Cái này mới chết thôi nhỉ. Rõ ràng mà không chịu nghe nữa thì chịu thua luôn, đúng không? Nó. Còn cái tâm ngu si vì sao đi vào súc sanh? Vì mê hoặc điên đảo. Nó nên con kiến mà Phật nói là 7 vị Phật ra đời mà vẫn còn mang thân kiến. Một vị Phật là 3 đại A Tăng kỳ kiếp mà 7 vị Phật là 21 đại A Tăng kỳ kiếp mà vẫn là kiến à. Cái này nó cao xa quá, tóm tắt là quá lâu đi. Đúng không? Nó ở trong cái loài súc sanh này quá lâu đi. Nó cứ là kiến mà tưởng là cảnh giới mà là ngon. Nguyên một đàn kiến kéo nhau đi quýnh lộn được kịch liệt. Đại ca đồ kiến cũng có đại ca nữa nha quý vị. Khi mà kiến đi tìm mồi là có một thằng kiến chúa đi đầu. Đi một vòng coi có con mồi nào mà yếu đuối này kia đâu. Về báo tin cho các đồng đội mình là kéo quân đến để mà xử lý con mồi kia. Tha mồi kia đem về tổ. Nó cũng có đại ca nữa đó quý vị. Thì bắt đầu là nghĩa khí, cái sự đối thoại của kiến với kiến nhau á. Anh là đại ca, tôi anh em mình sẽ mãi mãi bên nhau. Tôi nhất định tôi sẽ không bỏ thân kiến đâu. Anh em mình là anh hùng. Nên kiến cũng có cầm kiếm nữa nha, chơi quýnh lộn nữa đó, không có dẫn đâu. Nên từ nơi đó cái tâm đó nó cấu kết. Nên cứ ngu si có trong cái cảnh giới súc sanh. Cứ cho rằng là cái cảnh giới mình là quá đặc biệt. Không biết những cảnh giới khác, hiểu không? Con cá thì cứ nghĩ là ô trời được bơ lội, ước gì mà tôi cứ được bơ lội mãi mãi đời đời kiếp kiếp. Tôi cứ bơ lội trong hồ như vậy về hoài luôn đi. Thì cái tâm đó nó cấu kết thì nó làm cá hoài, cho súc sanh hoài. Trong khi những cảnh giới khác còn đặc biệt hơn nhiều. Nên chỉ có loài người mình là con người có thể làm Phật và trí tuệ cao nhất, đỉnh nhất là loài người. Trong tất cả những loài động vật thì loài động vật cao cấp nhất là loài người chúng ta. Là loài động vật cao cấp nhất.
có thể nhận thức được Phật Pháp và tiếp nhận Phật Pháp. Và chúng ta có được một cái chí đỉnh nhất đó là gì? Chúng ta muốn làm Phật. Hiểu không? Đó. Mà dưới cái cảnh giới loài người chúng ta thì nó cũng là tương đối là chung chung, là có ăn, có ở, có sống, có khổ, có vui, là chung đạo hết, tương đối chung 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 chung. Và có những người thì khổ hơn cái vui luôn. Từ nơi đó mà chúng ta nghe được Phật Pháp thì bây giờ chúng ta nhận thức được là có một cảnh giới tốt hơn, một cảnh giới đặc biệt tốt đẹp. Mà cảnh giới này chúng ta không bị già bệnh và chết, chúng ta sẽ cảm giác được có một cảnh giới tốt đẹp như vậy. Và khi chúng ta dùng cái trí tuệ mình để nghe được Phật Pháp thì chúng ta nói rằng bây giờ cái cảnh giới mình đang sống, dù mình có vui cỡ nào thì mình cũng có thời gian của thọ mạng và mình chết đi, thì cuối cùng cuộc đời của người chúng ta nó sẽ không có được thời gian hưởng tiếp tục cái niềm vui này. Bây giờ mình dùng cái trí tuệ của mình đã có sẵn, và tự giác ngộ của mình đều có sẵn từ tự tánh, thì bây giờ chúng ta nghĩ ra được Phật Pháp, chúng ta phải làm sao để chúng ta phải tiến thăng đến một cảnh giới đặc biệt hơn nữa. Có nghĩa là bây giờ mình đang sống ở đây nó cũng có niềm vui, nhưng chúng ta muốn ở đến một cái cảnh giới mà chúng ta có đầy đủ năng lực thần thông và thọ mạng chúng ta phải dài, để chúng ta có thể độ nhiều chúng sanh hơn nữa. Nên từ nơi đó mà chúng ta phát tâm chúng ta tu là vì chúng sanh mà chúng ta tu, nên gọi là mở rộng tâm lượng ra để tu. Và chúng ta niệm Phật vãng sanh là vì chúng sanh mà vãng sanh, chứ không phải là cuộc đời mình quá khổ quá nghèo mà chúng ta muốn về cực lạc để chúng ta được sung sướng hoặc là chúng ta được giàu. Cái nguyên lý mà nghĩ như vậy thì nó hẹp lắm, nó không phù hợp với bổn nguyện, quý vị hiểu không? Nên quý vị đọc trong 48 lời nguyện đi. Mỗi một lời nguyện của Đức Phật A Di Đà đều là vì chúng sanh mà tôi thành tựu. Nếu nguyện này không được như vậy thì tôi nguyện không thành ngôi chánh giác. Ngài đều là vì chánh giác, là vì chúng sanh. Vậy thì chúng ta thành tựu cái quả vị vãng sanh giải thoát cũng là vì chúng sanh mà phải vãng sanh. Thì nó nguyện nguyện tương đồng. Khi nguyện nguyện tương đồng rồi thì tức khắc quý vị niệm Phật có cảm ứng. Nguyên lý là như vậy. Nên cái nghiệp lực tiêu trừ là do gì? Mở rộng tâm lượng ra. Tâm lượng phải mở rộng ra. Thì quý vị biết những đức nắm bắt cơ hội, những đức rất là biết nắm bắt cơ hội để tu. Bây giờ ví dụ như ngày hôm nay quý vị về rất là đông, bây giờ ngồi tràn lan đại hải, từ trên điện trên đến điện dưới, ngồi luôn bên khu tăng bên kia. Ví dụ đi rất đông người ngày hôm nay, ví dụ không? Tại vì trước mấy ngày trước những đức đã nêu lên cái tư tưởng ngày hôm nay chúng ta cộng tu. Đó là gì? Đó là ngày hôm nay là ngày mà dỗ tổ Hùng Vương đó, là tổ tiên ông bà mình đó. Từ nơi đó mà bây giờ quý vị cứ nghĩ, nếu như người ta không biết tu hành đi, người ta cũng tưởng đó, nhớ tới ông bà tổ tiên. Nhưng mà người ta ở nhà người ta sẽ dùng mua con cá lóc hay miếng thịt gì đấy, người ta cúng, ví dụ đi không? Hay tưởng nhớ, mà cúng xong rồi chúng ta xuống chúng ta mua chai bia gì nhậu chớ có tưởng nhớ không? À, tưởng nhớ thắp nén nhang gì, tưởng nhớ đến tổ tiên. Cũng có những người người ta làm như vậy đúng không? Giờ cả đất nước chúng ta thì sẽ nhiều người tưởng nhớ như vậy. Và ngày hôm nay được nghỉ lễ thì bao nhiêu công ty xí nghiệp được ngưng việc làm. Người ta được nghỉ lễ không phải là cái tâm người ta tưởng nhớ đến tổ tiên về một góc độ gì sâu, mà nhiều người bây giờ người ta được nghỉ lễ là người ta được nghỉ mấy ngày, người ta được đi chơi, không làm mà vẫn có tiền. Họ không làm mà họ vẫn có tiền, nên họ lấy tiền trong túi họ đi chơi sạch nhách. Nếu mà cộng trừ nhân chia 4 ngày nghỉ á, làm được nhiêu tiền, nhưng mà họ lấy mấy tháng chờ mà có tiền đó đi chơi, thì mấy 4 ngày họ xài hết trơn tiền của họ dư. Mà họ được có 4 ngày kia là không làm mà có tiền, mà trong khi họ xài âm sạch nhất hết trơn. Mà 4 ngày này là có khi về te tua luôn á. Những đức đã từng ngoài đời đi làm, những đức biết mà. Những ngày nghỉ lễ là những đức te tua mà. Nó đi đến Vũng Tàu hay Mũi Né hay là Điếu Hộp Vé. Thì vậy biết rằng là chỗ nó nhiều thứ lắm, nhiều thứ khổ lắm. Rồi dẫn bạn bè đi chơi, rồi phải ra lăn sao. Rồi 3-4 ngày xong về là mặt mày. Mấy ngày nay anh nghỉ lễ đi chơi dữ lắm không? Chơi xà lan, sáng bằng quần đùi gì. Hỏi sao kỳ, không còn cắt nào luôn, bộ đồ vest bán luôn, nên bằng quần đùi gì, te tua hết, mệt quá. Mấy tháng chờ, mượn thêm tháng lương nữa ông chủ, cuối cùng đi chơi có 4 ngày sạch nhách tiền luôn. Bây giờ phải về cài, thấy không? Thì bắt đầu là người ta đi chơi quá trời luôn. Thì trong cái đi chơi đó họ sát sanh nhiều thêm. Thì lúc bình thường họ không sát sanh nhiều, nhưng mà ngày nay ngoài bãi biển họ sẽ mua cua gà, họ nướng quá nhiều ngoài á, đúng không? Nhậu xong bắt đầu là có em đồ này kia, rồi dẫn đi khách sạn đồ chơi, đúng không? Tiếp tục tạo nghiệp nữa, thấy chưa? Nên ngày nay là ngày cái nhân tố của phá thai nè.
4 ngày này là quý vị biết còn cái nước mình nó phá thai thêm bao nhiêu nữa chưa? Đúng không? Cái nhân của ngày nay là 4 ngày nay nó sẽ đi phá thai nhiều nè. Tại vì ngày nay là ngày được nghỉ thì cơ hội nghỉ, mà cơ hội dụ dỗ con gái nhiều đó chứ. Đúng không? Được nghỉ mà. Đúng không? Lúc đi làm thì không có thời gian để mà chúng ta tính toán được những chuyện đó nhiều. Nhưng mà ngày nay được dẫn con nó đi chơi nên đi chơi xa. Chứ sao mình phải dụ mọi cách, mình làm mọi cách làm sao mình dụ được con nhỏ này. Thì trong nguyên cái nước này bây giờ nó làm bao nhiêu việc đó trong ngày hôm nay, 24 ngày này. Thì cái nhân tố của những ngày này là ngày phá thai nhiều người. Rồi cua ghẹ con này con kia chết nhiều, heo, bò, chó gì nó giết nhiều thêm. Để ngày lễ này nó được nghỉ, nó ăn chơi chứ đúng không? Được nghỉ lễ mà không có tiền cũng phải mượn tiền đi chơi, đúng không? Thì bắt đầu cái nhân tố của xài phí, nhân tố của tạo nghiệp rất nặng nề, hiểu không? Xong, nhậu vô. Nhậu vô xong chúng ta tiếp tục cái gì? Hứng mà, đem xe ra được. Anh, đua xe thì làm sao? Đua xe thì sức môi, chứ làm sao? Đua xe thì sức môi. Bắt đầu là bệnh viện, những ngày này thì bác sĩ bắt đầu bận biểu vì đắt khách, đúng không? Lễ nghỉ, Tết lễ nghỉ là đắt khách, bệnh viện đắt thêm. Nhân tố của tạo nghiệp cực kỳ cao, nên khi lễ xong, lễ càng nghỉ nhiều thì chúng ta sẽ thấy cái quả về ngày gần đây nó sẽ phát dịch. Tại vì nó tạo nghiệp nhiều quá. Quý vị nghĩ đi, bây giờ những cái lần trước ngày xưa mà khi lễ xong nó vẫn chưa có gì, đúng không? Nó nóng nóng một chút thôi. Nhưng mà tại sao bây giờ là khi lễ xong là phát dịch? Thì bây giờ quý vị cái ví dụ đi, một con người còn khỏe, cực kỳ khỏe, sức đề kháng rất là cao, thì bây giờ một chút xíu độc dược bỏ vào chưa có làm cho người này gục ngã được, đúng không? Nhưng một con người già rồi, yếu rồi, bây giờ chỉ cần một chút độc bỏ vào thôi là con người này ngã gục liền, không nói dòng do chứ, đúng không? Thì bây giờ cái nghiệp của chúng ta đã tạo nhiều đời nhiều kiếp, bây giờ đến lúc nó già yếu rồi, con người chúng ta suy tàn rồi, thì bây giờ chỉ cần tạo thêm chút nghiệp là phát tán liền, không nói dòng do chứ. Nên khi mà nghỉ 4 ngày này là xong, chúng ta sẽ suy nghĩ tới cái chuyện là coi chừng nó sẽ phát dịch. Cái gì 30 tháng 4 năm ngoái xong nó phát dịch kinh khủng, quý vị nhớ không? Quý vị nhớ nghe. Nhớ đi, những ngày lễ đi vô đây tu. Đúng không? Ôi, đây là chốn bình an mà quý vị coi thấy không? Bây giờ nghe gì nó cỡ mở tâm tư phải không? Mà cái nhân tố là do cái ngày nào? Là do cái ngày này. Cái nhân tố là do ngày nghỉ này. Rồi cuối cùng nó tạo cái nghiệp. Bây giờ tôi là người tu, tôi giải thích cái người tu tôi thôi. Có chuyện quý vị đi chơi là chuyện quý vị, đúng không? Chứ bây giờ người ta về đây người ta tu, tôi phải giải thích gì chứ? Học pháp là phải giải thích gì? Chứ tôi không có động đậy tới cái chuyện quý vị đi chơi nghe. Tôi chỉ động đậy là cái người ở trong đây người ta tiếp nhận, tôi nói gì đi giải thích cho người ta nghe, hiểu không? Thì vì biết á, thì cái nhân tố như vậy, như bản thân những đức ví dụ, những đức là một cái nhân tố, là một người thầy được nhiều người kính trọng, hiểu không? Rồi tự nhiên mỗi năm tới đám giỗ của những đức thì bắt đầu nó giết vài con bò, vài con trâu, nó ăn nhậu, nó quýnh lộn kịch liệt, nó chơi vờ te tua, đúng không? Thì bây giờ quý vị nghĩ, nếu những đức còn trong lục đạo luân hồi này thì quý vị nghĩ sao? Thì mỗi năm nó cứ đẩy những đức xuống thôi. Những đức đúng ra ở cấp mới chết thì nó cũng còn lưng lửng, cũng còn ngon, đúng không? Lưng lửng. Nhưng mà mỗi năm nó có thương những đức, nó đẩy xuống một chút, nó đẩy cuối cùng chúng ta xuống địa ngục số 18 ấy chứ. Mà nó cứ đẩy hoài vì mình còn trong lục đạo luân hồi, nó đẩy hoài. Nên nếu quý vị thương những đức thì quý vị làm sao? Làm sao? Tôi mong quý vị mỗi năm trong kinh niệm Phật, phóng sanh, tu hành, hồi hướng cho tôi. Hiểu không? Hiểu không? Để tôi lên. Tôi bay bổng lên. Đừng nên đẩy tôi xuống. Ở dưới tôi tâm lắm. Nên chúng ta có ông bà cha mẹ. Tại sao mỗi năm chúng ta đi đốt giấy tiền vàng bạc chi? Vì đốt giấy tiền vàng bạc có lợi ích gì hay không? Không. Tóm tắt, khỏi nói dòng do, không. Bây giờ còn cái chuyện đốt con gái nữa chứ. Nè, đốt nhà, đốt con gái, đốt người làm, đốt tiền, điện dứ cho xài chứ. Vì được lợi ích không? Không, không được lợi ích. Vì mỗi một con người chúng ta mang cái thân này có linh thức. Khi chúng ta bỏ thân này thì chúng ta linh thức đi nhập vào cái thân khác, tùy vào cái phước báo của mình đã tạo ra, hiểu không? Là con người nó có linh thức. Thì khi nó bỏ thân là đốt thân, thì linh thức sẽ tự đi đến cái chỗ nào cảnh giới mà mình đang chọn lựa, hiểu không? Còn giấy, nhà, toàn bộ là vật thể không có linh thức. Vì đốt đi rồi nó đi làm sao đi xuống dưới kia? Cái nguyên lý đi xuống dưới kia là do tâm thức.
Tâm thức của mình nghĩ, tâm thức của mình nghĩ thì cái người thân mình phải mãi mãi dưới kia. Cái người dưới kia người ta cần mình giúp đỡ là do mình phải nghĩ cảnh giới tốt đẹp lên, cảnh giới phải lên. Thì từ những cái tâm thức của mình nó đưa người này lên. Và từ nơi cái tâm đó nó làm cho người này mát mẻ và hướng đến cái cảnh giới lành. Mà cảnh giới lành như vậy mình hướng hoài thì người thân mình nó cứ nâng lên. Còn mình bây giờ mình cứ nghĩ ở dưới đi tôi đốt xuống cho. Thì mãi mãi người thân mình cứ ở dưới âm phủ hoài ở dưới, khổ te tu ở dưới, có đốt hoài đi chăng nữa cũng không xài được cái gì nữa. Vậy mà vì sao có những người nói rằng khi đốt như vậy thì có khi về cảm ơn. Cái cảnh giới đó không phải người thân của mình, mà cảnh giới của quan gia trái chủ người thân của mình. Đó. Họ hận, họ ghét người đó. Họ về họ nói cho mình nghe là được, tôi mừng lắm, để cho mình làm hoài, để cho người kia dưới kia hoài. Hiểu không? Đó. Chúng ta phải như vậy đó, thì phải hiểu được cái nguyên lý là mình giúp người thân mình bằng cách nào. Đốt giấy tiền vàng bạc mỗi năm, đốt cái này cái kia xuống dưới đó nhiều, có được lợi ích không? Không. Thà lấy một chút tiền đó chúng ta làm phước, mua gạo cho người ta, quý vị hồi hướng còn có phước hơn. Đó là sự thật chất để làm có phước. Đừng có nên đốt giấy tiền vàng bạc chi. Vì thì cái sự tưởng nhớ đến ông bà đó là cái điều nó không có lợi ích cho ông bà. Chỉ có cái tâm tưởng nhớ bằng một cách mù quáng mà thôi, chứ thật sự thì nó không có lợi ích gì cho ông bà. Quý vị nghe Phật pháp đây mới gọi là chánh tín nè. Thấy không? Nó, nếu mà đốt nhà chứ được thì đem cái nhà mình đi đốt đi ngon hơn. Thương ông bà cha mẹ quá đốt nhà. Thấy không? Nên chúng ta đốt nhà giấy không. Trời ơi. Nó bây giờ mà thật sự mà nói, nếu nói nguyên lý mà bây giờ đốt hai cái hình con gái xuống mà tôi có hai đứa hầu, chứ tôi xuống âm phủ luôn á. Tôi xuống âm phủ tôi kêu cái chùa này á, mỗi năm đốt tôi mười mấy đứa gái xuống dưới chỗ nó không? Hầu hạ tôi dưới, tôi làm vua ở dưới luôn. Sướng chết luôn, kêu mua cái biệt thự bự bự, biệt thự giấy á, đốt giùm cái xuống dưới có biệt thự ở rồi. Thì cuối cùng đốt thì mười mấy đứa con gái nữa, một đứa thì hầu, một đứa thì bóp tay bóp chân, đứa thì cạo đầu cạo cổ đồ này kia đồ giùm cho mình. Trời ơi, người hầu bên cạnh bao la mà bây giờ sung sướng quá, ở dưới ông phủ ngon hơn. Cảnh giới này bị nghĩ đi, cái sự sai lầm của cái nghĩ chúng ta bị thấy công nhận không? Giải thích rõ ràng cho mình nghe luôn. Từ hôm nay đừng nên làm những chuyện mù quáng này, nó không có lợi ích gì hết. Còn người ta không hiểu, người ta làm đó là chuyện của người ta. Còn chuyện của mình là người Phật tử nghe Phật pháp, đừng nên làm những việc mê tín này quý vị. Cái sự mê tín này nó phát sinh từ thở xưa, từ cái đời nào đó mà phát sinh mà con người ta cứ theo đó mà làm. Chắc chắn rằng có sự ảnh hưởng, con người đó có sự ảnh hưởng, làm qua rồi người dân tình mới làm theo, rồi từng đời nối tiếp mà làm theo. Nên cái không hiểu này phải hóa giải từ khi chúng ta nghe Phật pháp. Đúng không? Tại vì cái bài học chúng ta hôm nay học là gì? Một câu Phật hiệu là đại cầu an, đại cầu xíu. Thì bây giờ phải giải thích những điều này chứ. Mà những đức nói những điều này là quý vị phải nhớ nghe. Những điều những đức nói đây là có sức ảnh hưởng đó, từ cái ngày hôm nay đó. Nói đây là sức ảnh hưởng của cái ngày hôm nay nè, của cái ngày mà dỗ tổ nè. Hiểu không? Ý là như vậy đó. Để cả những con người nghe Phật pháp, những ngày này là những ngày mình tu, mình hồi hướng. Tổ tiên ông bà mình sẽ được cái bồi gốc rất là đặc biệt cho chúng ta. Đặc biệt lắm á, chứ không phải giỡn đâu quý vị. Trời, dưới cái lượng người này mà cái tâm trong đây mà niệm Phật đồ, tu hành đồ, rồi nghe pháp đồ, cởi mở tâm tư, rồi phóng sanh cúng thí thực, rồi làm bao nhiêu việc phước đức của ngày hôm nay, rồi xong chúng ta một chút chúng ta hồi hướng cho tổ tiên ông bà ta, vậy thì quý vị nghĩ đặc biệt sao chưa? Lớn lắm ha. Lớn lắm chứ không giỡn đâu quý vị. Rồi xong rồi trưa nay ăn cơm xong hết trơn, chiều chúng ta tu thêm một buổi nữa. Buổi chiều những đức lên chia sẻ Phật pháp xong, chúng ta lễ Phật tiếp tục làm lễ phóng sanh luôn. Trưa nay là chúng ta phóng sanh cũng đích thực phải không? Xong quý vị xuống ăn cơm xong lên chất điện trên rồi đó, chất điện dưới rồi bật quạt lên ngủ một giấc xong chiều chúng ta khoảng 1:15 chúng ta thức dậy, 1:30 bắt đầu chúng ta niệm cái điệu địa chung 20 phút đi, thấy không? Điệu địa chung 20 phút xong niệm xong những đức qua, quý vị niệm đây chứ những đức đang niệm bệnh á. Hiểu không? Thì bắt đầu là niệm 20 phút xong, bắt đầu những đức qua chia sẻ Phật pháp mình thờ. Chia sẻ Phật pháp mình thờ xong chúng ta lễ Phật mình thờ, phóng sanh, rồi xong ra lấy cơm ăn xong đi. Dì. Ngày hôm nay á, ăn chay nằm đất nha. Không có này đất, không phải đất nha, phải đất nha. Hay là gạch á, mát á. Thử trưa nay vì vô đây vì nằm ngủ đi, bật quạt nó hết đi. Ngủ nó ngon rồi, ngủ.
Ờ, có nhiều khoái đồ mà ta vô chùa mình chỉ có một tuần lễ đó người ta lên ký. Đơn giản thôi, vui, ăn ngon, ngủ yên. Ăn ngon, ngủ yên. Quý vị thấy có những người mà ta ngồi đây mà ta bình an đến mức mà những đức nói chuyện ầm ầm mà có một người mà ta làm nè. Thì bây giờ quý vị bình an quý vị mới ngủ chứ. Chứ bất an sao mà ngủ. Tại sao có những người mà đi vô chùa mà nói thầy ơi, vì sao mà con nhà con ngủ không được, mà sao vô chùa con tụng kinh niệm Phật mà con cứ ngủ gà, ngủ gật. Như đức nói tốt. Tốt, mà nói ủa sao kỳ vậy thầy, tụng kinh niệm Phật mà ngủ gà, ngủ gật mà tốt là sao thầy? Như đức nói, thì cô an tâm cô mới ngủ. Cô ở nhà cô bận tâm muốn chết luôn, cô không muốn ngủ, ngủ cũng không được nữa. Còn vô đây tụng kinh niệm Phật ào ào mà cô còn ngủ nữa, có nghĩa là cô an tâm. An tâm nó mới ngủ. Thấy không? Nên từ nơi đó ngủ tốt, cứ ngủ đi. Ngủ đi, thấy không? Điều tốt hết trơn á, được ngủ được là tốt rồi. Chỉ có cự lộn, muốn lộn thì nó không tốt thôi. À, chứ ngủ thì tốt thôi, thấy không? Nó, nên từ nơi đó bị biết vô chùa mà là tự nhiên an à. Nó vô chùa một ngày rồi. Một ngày ở đây rồi thôi. Đặc biệt gì đâu. Nó đúng là ngồi này là ngồi ngồi hưởng thụ, đau chân chút đúng không? Đau chân chút thì đau thẳng chân thôi, gì đâu sợ. Đau thẳng chân ra so chứng thôi. Ví dụ như giờ mấy cô mình lỡ đau chân quá đi, mình chùm hổm hổm lên chút xíu, chùm hổm hổm lên chút á. Rồi mình lấy cái áo chàng mình vén ngang cái hai cái chân mình cái mình so 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 chân mình. Đúng không? Chứ có ai nói gì mình đâu, đau chân mà không cho so chân à. Ông đau chân tức ông so chân không? Đúng không? Đau chân thì so chân. Tự nhiên mình đau chân mà so chân nó bất kính nó còn. Trước mặt thầy giảng mà con đưa cái chân vô mặt thầy bất kính nó con à. Bất kính là do cái tâm của ông. Chứ tôi đâu có bất kính với ông đâu. Tôi đau cái chân muốn chết luôn mà ông cho tôi so tôi té bây giờ. Đúng không? Cái việc này là cái việc tự nhiên thôi. Cái gì đâu bất kính. Chúng ta sao đi tu hành cái gì cũng tội chứ. Bây giờ từ hôm nay chúng ta đi tu chúng ta đừng có nói tội 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 nữa. Cái tâm chúng ta chỉ cần thiện. Cái tâm chúng ta chỉ cần vì người. Chúng ta đừng có cái gì cũng tội chứ. Có nhiều người đi tu quá đi vô chùa ăn cơm cũng thiếu nợ, uống nước cũng thiếu nợ. Bây giờ thiếu nợ chỉ có một cách đó là không, người ta không cho ăn mà đi giật của người ta ăn là thiếu nợ. Người ta không cho uống nước mà giật của người ta uống là thiếu nợ. Còn người này người ta cho ăn, người ta cho thì mình nhận. Gì đâu thiếu nợ. Hiểu không? Bây giờ chùa này người ta cho ăn, người ta còn mong mình ăn nữa thì mình cứ ăn đi. Còn bây giờ người ta mong mình ăn mà mình không ăn là mình phụ lòng của người ta mới là thiếu nợ. Còn ngôi chùa nào người ta không có ai nấu cơm nên người ta nói rằng là ăn cơm trong chùa thiếu nợ. Phật pháp đó, nó không định pháp. Ví dụ như chùa mình nhiều người nấu cơm thì những đức nói ăn đi thì bị ăn đi. Còn ngôi chùa thì không có ai phục vụ hết trơn á thì ông thầy ông chủ trì ông giảng nói vô chùa ăn cơm thiếu nợ đó con. Tại vì sao? Vì không có ai nấu thì mới giảng là ăn cơm thiếu nợ. Quý vị coi á, Phật pháp đó, nó không định pháp. Nó miễn sao cũng được, miễn sao con người ta tâm trạng thoải mái thôi à. Hiểu không? Nó nên vô đây quý vị cứ ăn thả ra. Ai cho gì ăn nấy. Hiểu không? Cho chuối đem về nhà lấy chuối à. Thiếu nợ thiếu gì chứ. Nên cái người tu mình ta càng tu thì nó càng thoải mái chứ làm gì mà cái gì cũng nợ hết chứ hay thợ. Ví dụ như còn mình phá thai ngày xưa bao nhiêu lần vậy đó. Bây giờ mình nghe đạo không phải để cho mình sợ. Không phải là nghe đạo để cho mình sợ cái chuyện phá thai của mình. Mà mình ăn không ngon ngủ không yên mình sợ mình lo. Không phải. Mà nói cho mình biết cái đó là cái tội lỗi. Để bây giờ mình phải điều chỉnh lại. Để mình nhớ ai với Đà Phật chứ không phải là mình ngồi đó mình nhớ. Con ơi mẹ lỡ bỏ con rồi. Con chưa siêu thoát con đừng có đòi nợ mẹ con ơi. Mẹ ngày xưa không hiểu nên mẹ giết con. Bây giờ mẹ hiểu rồi thì thôi con tha cho mẹ đi nghe con. Bị nói chỗ này là biết quý vị là nặng nề rồi đó. Đừng có nói vòng vo, đừng có nói nhiều cũng không được cái gì đâu. Đừng có sám hối, đừng có xin lỗi gì hết trơn. Quý vị cứ A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Vậy ngon rồi đó. Đúng không? Quý vị cứ A-di-đà-phật là ngon rồi. Tại vì sao? Vì trong câu A-di-đà-phật quý vị niệm lên á thì có quang minh phổ chiếu. Mà cái câu A-di-đà-phật mà niệm lên mà quang minh phổ chiếu thì hương linh được tắm mình trong quang minh. Mà cái cảm giác mà được tắm mình trong quang minh thì quý vị biết thì hương linh nó sướng cỡ nào chưa? Nó sướng cỡ nào chưa? Mà trong quang minh đó có diệu pháp âm để hóa giải tâm hận thù luôn.
Nên quý vị niệm A Di Đà Phật là quý vị còn hơn quý vị nói 100 lời xin lỗi nữa. Nói 100 lời xin lỗi cũng không bằng niệm câu A Di Đà Phật nữa. Quý vị có nói bao nhiêu câu xin lỗi cũng không giải thoát được chứ. Mà nó càng làm cho quý vị đọa thêm nữa chứ đừng có nói mà giải thoát. Nói xin lỗi là gì? Là A Di Đà Phật. Hết buồn là gì? Là A Di Đà Phật. Giải thoát là gì? Là A Di Đà Phật. An lạc là gì? Là A Di Đà Phật. No đủ là gì? Là A Di Đà Phật. Nên chùa mình cũng đi thực là gì? A Di Đà Phật. Có cái bà kia bà hỏi thầy ơi, khi mà cúng đi thực á, con thấy thầy mà làm gì? Thầy vẽ gì thì chỉ con đi. Bây giờ con cúng con vẽ theo thầy. Nhưng Đức nói muốn học không? Dạ muốn. Nói nhỏ cho nghe. Nói với thầy vẽ A Di Đà Phật. Trời ơi, vậy mà con tưởng đâu thầy vẽ bùa. Thì hồi đó đi vô chùa, bây giờ mình gặp ông thầy mà hồi xưa thầy vẽ nhà cái tay cũng đẹp lắm nha. Ông vẽ đẹp, còn cái tay mình cái tay cà lúa. Tay cà lúa phải không? Tay cong quẹo à. Tay này là cái tay khổ đau. Cái tay này mà không niệm Phật là khổ cả đời. Chỉ tay gì đâu mà toàn bộ là quẹo ra, không nên không dư cát. Đúng không? Ngón tay gì đâu mà gì mà xếp lại mà thấy lỗ hang lòi ra, có nghĩa là nó lọt hết tiền bạc. Thôi bói không? Nên chỉ tay đưa ra ngoài là không có quẹo vô á, hiểu không? Rồi á, ngón tay á thì so le mà toàn là lỗ hang xe, chứ giữa nó không khít lại thì làm như lọt hết trơn. Này không có dính dáng gì cái chuyện trong mạng có tiền bạc hay không có tiền bạc hết chứ, hiểu không? Nó trong mạng nó có tiền bạc rồi nó bao nhiêu cái lỗ nó cũng nó không lọt được nữa. Còn trong mạng mà nó không có tiền bạc rồi dù cho mình lấy dây mình buộc khít lại đi chăng nữa nó cũng không có còn cắt nữa chứ đừng nói. Đúng không? Nó thì quý vị biết rằng là những đức mới vô chùa thấy thầy không cúng á. Chắc thầy thì chắc ông biết cách, ông cúng ông vẽ chứ gì mình không biết. Mình cũng không có dám hỏi, nhưng mà thấy ông vẽ. Mình thấy gì mình cúng thì mình cúng lên mình làm đại theo. Thì bây giờ ông cúng xong rồi mình vô chùa mình gặp ông cúng rõ ràng. Ông gia trì chú thực diệu gia đa biến thiểu thành đá gia bóng. Thì mình làm theo y ra vậy thôi. Nhưng mà sau này càng ngày mình càng niệm Phật rồi mình thấy cái gì của Phật ai về đạo Phật. Nhưng mà không lẽ mình lên mình ai về đạo Phật ai về đạo Phật thì cái nghi lễ nó cũng không có được chút nào. Nên mình gói gọn hoàn toàn lại thì cũng còn vài câu phải không? Nó còn vài câu đọc đó thôi, nó cũng có cái hình thức. Chứ thật sự thì cả đại chúng này tu xong lễ Phật xong rồi ra cúng là cái quay lực của đạo tràng. Cái quay lực quang minh Phật ai đà phóng quang. Khi cúng là người ta đầy đủ, quý vị nhớ cái vị mà Nguyễn Văn Nhã mà nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Nhã không? Ngày xưa ông có giảng một buổi giảng mà cách đây mười mấy năm về trước những đứa từng nghe. Mà cái ông nhà ngoại cảm này ông nói một câu rất là hay. Ông nói rằng là riêng ổng không phải là ăn chay trường gì, nhưng mà sau này ổng hiểu được cái việc mà mỗi lần đi tìm mộ cho người ta là ổng phải ăn chay trước cả tuần lễ. Ăn chay. Rồi xong á ổng đi vô cái chỗ tìm mộ đó là mộ liệt sĩ này kia đó, là ông vô đó ông niệm Phật 100 câu. Mà chính ông á là có cái năng lực thấy được hương linh. Là khi ông niệm 100 câu đó là thấy hương linh người ta tung tăng người ta vui vô cùng. Còn ngày xưa mua con gà vô cúng thì người ta cũng vui, nhưng mà nhiều người buồn lắm, nó không được cái cảnh giới tươi như vậy. Mà từ khi ăn chay rồi ông niệm Phật 100 câu thì hương linh người ta nhờ lớn vô cùng luôn. Mà người ta tung tăng, người ta nói ta vui sướng lắm. Ông niệm có 100 câu mà ông phải chuyên niệm Phật nữa. Còn quý vị nghĩ đi, ở đây là chuyên niệm Phật. Quý vị mỗi ngày chuyên niệm Phật, rồi tập trung đây chuyên niệm Phật. Thì quý vị biết một chút nè, quý vị cúng nè, quý vị coi nè, hương linh ta tung tăng cỡ nào chưa. Nên tại sao những đức nói ngày chủ nhật quý vị về đây lợi ích? Tại vì bao nhiêu con người tu mà chia sẻ tịnh độ như vậy nữa, mà sự chia sẻ tịnh độ này là được Phật quang phổ chiếu gia hộ. Quý vị nói chuyện gì nói khỏe hả? Không có hơi sao nói kiểu này? Không có hơi bị lên mình vỡ díu. Làm sao mà nói mạnh được vậy? Bị nói không có miếng nước nào chăng á? Nó ào ào vậy đó. Cái gì? Phải có một cái nguồn năng lực gì để tiếp cho mình chứ, đúng không? Nó từ nơi đó mà quý vị biết nguồn năng lực gì? Quang minh phổ chiếu, vì tán thán bổn tôn,
Di Đà. Thì từ nào đó, tán tán bổn tôn Di Đà, Di Đà từ bi gia hộ. Nên khi cúng thí thực thì sao? Thì niệm Phật, niệm Phật thì Phật quang phổ chiếu, thì chư hương linh được hưởng nhờ. Thì sự gia trì đó, thức ăn bao la, thế giới Cực Lạc là đồ ăn đầy đủ. Muốn ăn có ăn, muốn bặn có bặn, niệm Di Đà mà cúng thì làm sao? Thì lúc cúng đó đồ ăn nó biến ra, sữa biến ra, ổi biến ra, bánh mì biến ra, biến. Hương linh tha hồ mà ăn mà uống. Nên tại sao người sống cũng về để tu nhiều, mà người mắc cũng về nhiều là vì sao? Vì mỗi lần cúng là biến. Nhiều lắm. Thấy chưa? Thấy chưa bây giờ? Thì đừng có làm theo những đức cái chuyện mà gia trì Chúa thực diệu, gia đà biến thiểu thành đá, giấy, bảo mệnh. Thôi quý vị cứ niệm Phật đi quý vị ơi. Thì đừng có làm theo quý vị ngủ người ta ì ì về, nó không có lực cúng rồi cuối cùng. Quý vị về quý vị nói tôi cho ăn cái này, cho ăn cái kia. Nó không được một miếng nào chứ nó xử quý vị đó, cho mình nói đùa hả? Hiểu không? Quý vị lo niệm Phật, quý vị cúng mà câu ai cho Đà Phật đi. Còn quý vị về đây, người ta về đây, người ta nương vào quay thì lực ở trong chùa người ta được cúng. Quý thầy người ta tu với thêm nữa là đông người tu với người ta, nó có cái duyên gì đó người ta cúng nó không sao. Còn mình mỗi ngày mình dằn dụ vì cái chuyện đó, mình dính vào cái chuyện đó, lâu ngày mình có vấn đề đó cho quý vị biết đó. Quý vị nhớ câu chuyện mà Đức kể mà câu chuyện này là người ta đóng phim lại luôn đó quý vị, phim Việt Nam mình luôn. Thấy không? Khi đi cúng cho người ta mà cuối cùng ông thầy ông quên cái chìa khóa. Mà cái chùa này là người ta ưa ăn trộm, nó ưa vô nó mở chìa khóa thì người ta bảo nó lấy tiền. Mà bữa đó là một số tiền người ta bỏ vào để mà xây dựng chùa. Rồi cuối cùng ông quên cái chìa khóa trên cái đầu tủ thùng tam bảo. Rồi cuối cùng ông đi nửa đường là đi đến nhà đó để mà cúng cầu siêu cho người ta. Đi nửa đường cái ông thầy ông chợt tỉnh, ông nói với đệ tử rồi, con ơi thầy quên cái chìa khóa để trên đầu tủ rồi. Con bây giờ tranh thủ con gì con lấy cái chìa khóa liền cho thôi, mấy thằng ăn trộm vô nó lấy tiền sạch nhách. Tiền người ta mới bỏ cúng chùa để mà xây dựng đó con ơi. Cái đầu đệ tử chạy về lấy chìa khóa. Vậy mà ông đi đến nơi kia ông cúng trước. Ông đi đến nơi kia ông cúng trước thì cái tâm trạng cứ nghĩ không biết thằng đệ tử có lấy được chìa khóa hay không. Mà lỡ ăn trộm nó lấy cái là không còn cách nào nữa đây. Thì bắt đầu ông vô ông cúng đó quý vị. Ông cứ gia trì mà ông nghĩ chìa khóa. Thì ông gia trì ra chìa khóa không một à. Đóng chìa khóa nó hiện cái chìa khóa không. Tướng do tâm sanh. Vậy thì quý vị lúc cúng quý vị tưởng cái gì? Không có tưởng cái gì hết á. Chỉ có niệm A Di Đà Phật rồi quý vị thanh tịnh tâm, quý vị cúng là nó nhiều lắm. Tại vì thanh tịnh là tất cả. Còn có cái vọng tưởng là không có tất cả, nhưng mà A Di Đà Phật là tất cả. Thanh tịnh ngay câu A Di Đà Phật là tất cả, nghe không? Chứ đừng có nghĩ rằng bây giờ tôi cúng đồ ăn nhiều, nghe không? Nhiều đồ ăn. Cái này là vọng tưởng, nó không có nhiều. Nhưng mà câu A Di Đà Phật mới là vô lượng, cái vô lượng nó mới nhiều. Nên cái niệm A Di Đà Phật là nhiều nhất, hiểu không? Cái nguyên lý của cúng là A Di Đà Phật là nhiều nhất. Nên khi chúng ta là người chuyên niệm A Di Đà Phật thì đi đến ngay thổ địa thần hoàng hay bất cứ tượng thần thánh nào, chúng ta cũng là thắp nhang A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Có lỗi không? Hồng, người ta còn mê quý vị nữa. Tại vì sao? A Di Đà Phật là bổn tôn, là vị vua tất cả các vị vua. Đó. Nên mới nói là đại y vương, vua trong tất cả các vị vua là A Di Đà Phật. Vua trong tất cả các vị Phật là A Di Đà Phật. Nên mới nói câu là Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. Đúng không? Là vua trong tất cả các vị Phật. Vậy thì quý vị chỉ cần nghĩ A Di Đà Phật là bao trùm tận hư không pháp giới. Khi cúng mà niệm A Di Đà Phật thì thu thẳng lắm. Đừng có nói rằng cái nghi lễ này là bé, không phải đâu. Quý vị mà ỏ e cho nhiều mới bé. Trước nhất là biết bé rồi. Ỏ e cho nhiều mà mỗi chân muốn sụm cẳng đó là bé rồi còn gì. Người sống trước nhất là đứng lâu mỗi chân mệt mỏi hoa mắt. Thì quý vị coi người sống mà như vậy thì cảm ứng gì? Cái cảm ứng là do tâm chúng ta sanh ra cảm ứng với chư Phật Bồ Tát. Vậy thì khi niệm A Di Đà Phật gọn ghẽ mà cúng á, tâm nó an lạc nó vui thì nó cảm ứng với bổn nguyện. Mà bổn nguyện mà cảm ứng thì cúng thù thắng. Thấy không? Nên từ nơi đó mà cái ông này trời ơi ổng mà biến nha quý vị. Chìa khóa không. Cuối cùng ổng biến ra chìa khóa tối lại. Thì vì biết rằng hương linh đến chùa ổng luôn. Tại vì cúng mà, nhận tiền mà. Cuối cùng cúng không được cái gì, chìa khóa không ăn được cái gì hết trơn. Hương linh nửa đêm nó về, nó kêu: "Thầy ơi, thầy. Thầy ơi, thầy." Thì vì biết hương linh mà, hương linh là không có thân. Thì cái cảm giác người ta bị gió bụi mịt mù làm người ta lạnh lẽo lắm. Nên mới nói là cô hồn,
cô là cô đơn, mà cô hồn là lạnh lẽo, nên cái tiếng của người cô hồn người ta kêu cũng lạ lắm. Cái đó là cô hồn, quý vị biết. Vì thấy ai cô đơn mà cái tiếng nói hay không? Kẻ cô đơn, kẻ buồn là ưa. Thí dụ mình hỏi kẻ cô đơn đi, anh chị tại sao buồn như vậy? Thì họ trả lời, buồn thì là buồn chứ làm sao, hiểu không? Cái tiếng họ không còn vui nữa vì là buồn, hiểu không? Thì cô hồn thì người ta mắc thăng, người ta còn lạnh ác đạn nữa. Thì lúc mà người ta kêu mình thì mà mình cảm với người ta là do vì mình cúng cho người ta mà người ta không được hưởng, thì mình cảm với cái cúng đó thì người ta tìm đến mình. Tại vì mình nhận tiền của gia chủ, mình cúng mà không đạt thì người ta tìm mình, đúng không? Thì bắt đầu là cô hồn nửa đêm đến kêu ông thầy, thầy ơi thầy, thầy ơi thầy. Nói ai vậy? Ai mà kêu thầy giữa đêm phía vậy? Ai kêu thầy giữa đêm phía vậy? Nói con nè thầy ơi thầy, con là cái đứa chết dưới biển nữa thầy ơi. Ngày hôm nay thầy đến thầy cúng mà con không dùng được cái gì cả. Thầy cúng toàn là chìa khóa, không làm sao con dùng. Thầy ơi thầy. Ông thầy nói trời ơi, ngày đây thầy đến thầy cũng cúng dữ lắm mà sao mà con nói kỳ vậy con? Không biết làm sao nữa thầy ơi. Mà thầy cúng ra chìa khóa không thầy ơi thầy? Ngày mai lại lỡ cúng dùm lại, cứ cúng lại đi thầy ơi. Thầy mà không cúng con bẻ cổ thầy ơi. Trời ơi, quý vị biết rằng ông cúng ra chìa khóa không? Quý vị nghĩ người ta chìa khóa cúng ra chìa khóa không à? Nên khi mà nhận đức cúng đi thực á, đừng có cô gái nào mà bận đồ hở hang mà đứng trước mặt nha. Mấy bà muốn hại người là chết luôn đó. Nên mấy chú mà đi vòng vòng mà thấy cái bà nào mà bận đồ mà áo một dây rồi mà đứng trước mặt là mấy chú dọn mấy bà đi chỗ khác, ra sau lưng thì đứng giùm đi, đừng có đứng ngay trước mặt, chỗ là chỗ con mắt mình nó nhìn thấy. Ở nhưng mà đang cúng đứa thật tự nhiên mình chì tự nhiên thấy cái bà kia ý sao? Tự nhiên mình vừa gia chì cái bà đứng trước mặt á, mình vừa gia chì cái bà làm nè. Kiểu này mà thôi mình biến, cuối cùng hương linh người ta hiện ra toàn bộ là cái thứ đó không một cái bị nghĩ ăn được. Nếu mấy bà hại người á trời, nên người ta đi đến chùa, bởi vì tại sao cái nguyên lý đi đến chùa bằng áo tràng? Quý vị biết vì sao? Không phải là Phật nói rằng là quý vị bằng áo tràng mới cung kính, không bằng áo tràng là không cung kính. Nhưng mà cái tâm cung kính nó hiện ra cái tướng của mình, là mình bận lên phát trên mình chiếc áo tràng để kính đáo mình chút, hiểu không? Để nó đàng hoàng trước Tam Bảo. Còn thí dụ như cái người ta đi đến chùa, người ta bận dù là áo dây hay là riếp gì người ta, nhưng mà người ta chỉ cần lo tu là cũng là cung kính đi. Nhưng mà như vậy thì nó làm cho kẻ phàm phu như những đức có động tâm. Thấy không? Thì tôi nói tôi không nói ai chứ tôi động tâm. Tôi thấy người đẹp thì tôi cúng đi thực, tôi thấy người đẹp thì tôi gia trì thôi mà. Tôi cũng biết gà gái ông sùng hết chứ. Trời ơi, cái lúc đó mà chưa Hương Linh nó lỡ nó bóc sữa toàn là trời ơi, mẹ ơi cho con miếng đi mẹ. Mà đâu có được cái gì đâu trời, biết không? Mấy bà cái vụ này nghe mấy bà rút kinh nghiệm, bà nói với con gái rồi đi đến chùa bận đồ cho đàng hoàng, còn trước mặt với thầy cúng là phải đi ra sau lưng đứng nghe con, bởi vì ăn tổ. Nói cái câu này mới nhớ ăn tổ, thấy chưa? Ăn tổ ngày kỹ ghê chứ quý vị. Khi ăn tổ mà đi đến nhà ai ăn tổ dạy đệ tử thì sao, là tất cả những người nữ trẻ phải ngồi một bên, người nam tăng nam phải ngồi một bên, không có được đi cùng đường cùng cửa. Ghê chứ trời, quá kỹ luôn, thấy không? Còn mình bây giờ thì nó đông tràn lan đại hải, bây giờ mình biết chạy đường nào mà thoát đây. Mà mắt của mình nó ghê lắm, nó là cái nhân của nghiệp quả. Trời ơi, nó mà nhìn mấy cái người nghe già, mấy bà xí cà que thì nó nhìn không thấy nổi. Nhưng mà mấy con nhỏ đẹp đẹp đồ mà nó đứng phớt ngang, hoặc là mình đang cúng mà nó lạ ngang, còn mắt mình nó công nhận nó ghê thiệt. Nó vừa đi xẹt ngang là mình dính liền. Thấy chưa? Nó cái nhân tố của con mắt này là cái nhân tố của nghiệp quả, hiểu không? Nên nó long lanh trước những mỹ nhân. Ghê cho quý vị. Còn thí dụ như phái nữ mà nó gặp một nam đẹp đó nha, nó cũng nhạy bén vô cùng khi góc độ của nó nhìn, thấy không? Đó là nhân tố của cái tâm ái nhiễm, là nghiệp quả của tam độ. Nó nên gọi là ái không nhiễm không sanh ta bà, hiểu không? Nên từ nơi đó quý vị phải nhớ những đức dẫn là phàm tăng. Nên khi mà trước mặt mình đang cúng thì tôi mong rằng những người cô gái ở sau lưng đứng ở vô túi
Ok, kệ tôi nói vậy đại đi, mình cứ chấp nhận mình là kẻ yếu đi quý vị. Chứ đừng có nói thầy đã tu mười mấy năm, cuộc đời thầy đã từng trải quá được con, mà giờ ăn thua gì với thầy. Không có đâu. Còn yếu lắm, thôi chúng ta tránh đi quý vị. Yếu không dám gà gió có chừng bị cảm. Không được đâu, đúng không? Nó nên từ nơi đó mà mấy chú khi dọn người là phải xem lại. Gặp cô nào đứng trước mặt mấy chú nói à, cô qua bên đây đứng đi cô, nhìn bên đây chim bay ngon hơn cô ơi, đúng không? Giờ nhà giống như tuần trước cũng có thằng nhỏ xíu à, nó thích lên tivi, nó cứ đứng ngay mình, nó nhìn mình, thầy, nó muốn quay phim đó mà, nó muốn vô phim đó, hiểu không? Nó đứng kế gần như đứng trước cái nào, nó nắm cái y này nè, nó nắm cái tay áo của mình nè, gịch xuống, này con để thầy cúng con. Chút cái nó ngồi xuống cái nó vịn vô cái chân bàn làm nè, gung chân bàn. Nên mấy chú phải xem lại mấy cái vụ này, trời trời, không lẽ bây giờ mình đang cúng mà mình là ông thầy trước mặt bao nhiêu con người, không lẽ nó làm gì mình nắm lỗ tai nó mình dở lên thì bao nhiêu người người ta nói mình này kia, mình thôi kệ. Trời, có cái cũng quật bội lắm nha, tính mình là phạm phu mà tự nhiên nó chạy thì mình nó cầm công chuỗi, nó giật công chuỗi, nó thầy cho con đeo chuỗi đi thầy, mà nó bự chà bá, nó lấy nguyên cọng chuỗi của mình nó mát vô cần cổ, nó cho đeo tòng ten, mà nói trời xiết cổ thầy con, mình là bộ nó ngọt ngọt cho mình là cú rồi bây giờ cho mày biết. Thầy mấy chú vừa gặp cái trường hợp này mình phải ra tay, người ta là người công chúng mà, cái có gì người ta cũng là thôi kệ tới đâu thì tính cho mình cũng. Tao cừ đó nha, tao sân si rồi đó mấy con. Hiểu không? Đó cái nào là tôi nói thật á, nó thiệt á, nó nhiệt tình luôn á, phải không? Nên quý vị biết cái tâm mà cúng kiến nó quan trọng lắm á. Chứ không phải nó cái chuyện nhận tiền người ta mà ngon đâu, trời. Đi cúng mà tụng kinh mà tụng mà thiếu chữ đi rồi quý vị đi xuống dưới đó quý vị tụng lại cho quý vị thấy. Mà đốt đèn leo lét cho quý vị tụng thì nó dưỡng chơ. Hiểu không? Nó cái gì mà nó đã nhận rồi làm phải làm đàng hoàng. Còn bây giờ quý vị về đây nhìn đi có nhận ai cắt nào đâu. Nói hết lòng hết dạ thôi chứ tôi có nhận tiền của ai đâu, đúng không? Mình nghe được Phật Pháp, mỗi một người chúng ta ai cũng mong muốn người thân mình được bình an và người thân mình được siêu thoát. Đây là vấn đề chung. Nhưng cũng là một cái câu cũ như Đức thường nói, muốn người ta an mình phải an, muốn người ta siêu mình phải siêu. Tại mình là người tu mà, giống như mình là người đi làm ăn thì mình phải là người dư giả. Chứ mình đi làm ăn mà mình mong cái người không đi làm ăn dư giả sao được quý vị, hiểu không? Nên mình là người đi làm ăn thì mình phải là người dư giả trước đi, rồi xong mình muốn chia sẻ cho người ta của cải, mình muốn chia sẻ cho người ta về phương pháp làm ăn á, thì là chính mình làm rồi mình mới chia sẻ. Thì giờ chính mình tu mà mình không an sao mình cầu an cho người ta? Chính mình tu mà mình còn dính tùm lum thứ, cái tâm mình nó không siêu thoát, sao mình cầu siêu cho người ta? Nên cái tâm của người phàm phu mình thương người thân, nhưng mà do cái ái nhiễm của mình nó nặng nề quá nên mình biến cái trí tuệ của mình trở thành không hiểu biết nữa. Nên cái tâm thương yêu nhưng mà nó bị bó buộc từ cái ái nhiễm mà nó trở thành không thông minh. Nên mình muốn giúp cho người ta thì mình bản thân mình nó phải là người đặc biệt. Mình là người tu nó phải đặc biệt. Thí dụ như giờ mình tu mình an lạc, mình vui vẻ trong mọi hoàn cảnh thì người ta nhìn mình là tự nhiên người ta muốn tu. Thí dụ như tại sao quý vị tin tưởng ở đây, quý vị về đây quý vị tu, và rất nhiều người Phật tử người ta thích về đây tu là vì sao? Thí dụ như điển hình là trong những cái mùa dịch đồ này kia, chùa mình vẫn bình thường. Có bệnh không? Có bệnh, nhưng người ta vẫn trở lại bình thường. Người ta vẫn luôn luôn duy trì cái sống của người ta bình thường. Dù trong mọi hoàn cảnh người ta vẫn duy trì sống bình thường. Có tiền nhiều cũng sống như vậy, mà có tiền ít cũng sống như vậy. Người ta luôn luôn duy trì mãi mãi như vậy. Không có bao giờ đi xin xỏ ai, hỏi han ai, hoặc Phật tử gì chùa mà rì rà đến xin tiền người ta, không có cái lý này. Mà lúc nào quý vị về đây cũng là mong muốn quý vị được vui, người ta dùng mọi cách làm sao giúp quý vị vui. Vì chính bản thân người ta vui, người ta cảm giác rằng người ta muốn đem niềm vui này cho quý vị được vui, mà tôi phải vui thì quý vị mới vui.
không? Nguyên lý đơn giản vô cùng, đơn giản như là đang giỡn, đúng không? Rất là đơn giản. Nhưng mà rất nhiều người chúng ta cứ bị cái sự bó buộc rằng là mình mong muốn người thân mình vui thôi à, mình mong muốn người ta được tốt thôi nè, mình mong muốn không có được, mình phải được kìa, mình mới mong muốn cho người ta được. Nó có nghĩa là mình là cái nhân tố để người ta thấy mình, người ta vui. Còn nếu như mình buồn chán, ai thấy mình mà vui nổi? Ví dụ như người làm cha làm mẹ nói một câu rằng bây giờ cha mẹ khổ cỡ nào cũng được, miễn con sung sướng là được rồi. Cái nguyên lý này là đoạn gốc mà muốn cành lá tốt. Ngộ ghê. Cái gốc đã chết rồi, cành lá tốt được không quý vị? Người làm cha làm mẹ phải là tốt, người làm cha mẹ phải là vui, người làm cha làm mẹ là phải sống làm sao được tự tại thì con á nó mới cảm giác được là mình bình an. Còn người làm cha làm mẹ mà đói rách khổ đau buồn chán thì người làm con này vui nổi quý vị? Nếu người làm con mà thấy cha mẹ khổ, người làm con vui được á, thì cái này cái thứ này chắc nó không phải là con người. Mà dù có làm ăn thân người đi chăng nữa thì chắc là đầu óc cũng là bị tưng tưng, hết biết gì luôn, nên mới cảm giác vui được, hiểu không? Nó nên tất cả nhiều người làm cha làm mẹ hy sinh, nhưng sự hy sinh của chúng ta là làm cho con cái tạo nghiệp. Phần nhiều, đa phần luôn, trong 10 người làm cha làm mẹ là hết 9 người rồi, sự hy sinh của người làm cha làm mẹ là mù quáng hết trơn luôn. Nên tại sao cuộc đời của con chúng ta không có hạnh phúc? Vì chính bản thân chúng ta là cái gốc mà không biết để bồi cho thân và cành lá hoa quả. Sự hy sinh chúng ta là mù quáng. Đó. Rồi sao? Sanh con cháu ra, nuôi con không lớn rồi, tới con mình có vợ có chồng, nó lại đẻ con, mình tiếp tục mình rửa mông cho con ruột mình, bây giờ mình rửa mông cho cháu mình. Mình nói rằng bây giờ không làm việc gì, nó phải làm việc này để cho con mình đi làm ăn. Đó là quý vị đang đoạn gốc nữa rồi đó. Làm việc này là làm việc hại con cháu. Tại vì sao? Cái vai trò mình làm ông bà mà tiếp tục đi rửa mông cháu mình nữa, trong khi con mình nó tạo ra thì nó, bản thân nó phải rửa mông cho con nó, để nó có cảm giác rằng cha mẹ rửa mông nó. Còn bây giờ nó không cần rửa mông, nó bắt mình rửa mông, mỗi tháng nó cho mình vài trăm bạc, mình sống ăn nhờ ở đậu như vậy, cuối cùng là con mình nó đang đoạn gốc nữa. Nên cuộc đời con mình về sau không có đứa con nào có hiếu với nó. Vì sao? Vì nó không hiếu với cha mẹ. Giúp mà hoàn toàn trở thành hại hết trơn. Nó nên từng đời kiếp nạn dãy đầy. Vì sao? Vì chúng ta không có biết cái chữ hiếu. Chúng ta không biết làm cái việc mà bản thân mình tạo phải chịu. Rồi mình không tạo điều kiện cho người ta biết được là cái lý người ta tạo người ta chịu. Nên cuối cùng thì người ta không có trách nhiệm. Người ta không có trách nhiệm thì khổ từng đời thôi. Sao mà gia đạo phát triển được quý vị? Không? Nên những điều những đức chia sẻ ở đây, quý vị nghe nó rất là xác thực. Nên cái việc cầu an cầu siêu là một cái việc xác thực trong cái cuộc đời của người chúng ta. Chứ không phải là mình đi đến chùa nào mình cũng ghi một sớ thiệt là dài đó là cầu an đó. Rồi mình ghi nguyên một sớ thiệt là dài đó là cầu siêu. Rồi mình làm công đức gì, in kinh gì mình cũng ghi một sớ trong quyển kinh đó là cầu an cầu siêu. Rồi mỗi ngày người ta đọc hoài cho mình đó là cầu an cầu siêu. Còn mình tha hồ đi tạo nghiệp. Rồi bây giờ mình mang nghiệp phá thai này kia, mình không chịu lo tu, mà mình đưa một số tiền cho quý thầy tụng kinh dùm cho mình, niệm Phật dùm cho mình. Rồi bắt đầu là mình ghi tên tuổi, mình gỡ bài vị, mình nói rồi xong rồi, chuyện của mẹ làm xong rồi, rồi mai mốt mẹ đi giết người nữa, rồi mẹ đi đến nhờ quý thầy giải quyết dùm cho mẹ. Vậy thì mấy ông thầy đi xuất gia là toàn là mấy ông thầy đi làm chuyện tào lao không à? Toàn là mấy ông thầy ba trợn. Người xuất gia là người khôn, người cuối cùng làm thầy ngu. Tại vì sao? Vì đi làm cái chuyện tào lao cho người ta. Phật pháp là gì? Phật pháp là nền giáo dục để chỉ con người ta đoạn ác tu thiện. Phật pháp là nền giáo dục để giúp cho con người ta. Chính mình buộc dây thì mình là người mở dây. Họ rối quá, họ không biết mở dây. Mình là người xuất gia là chỉ người ta mở dây, chứ không phải là mình đi mở dây dùm. Ở ngoài đời nó khổ muốn chết luôn, rồi đi cạo đầu vô chùa, cuối cùng rồi đi mở dây dùm nhiều người nữa. Mà chính mình thì rối tùm lum chưa mở được, mà mình muốn đi mở dây dùm cho người ta. Đệ tử của Đức Thế Tôn ngu quá mà nói là đem trí tuệ cho người ta. Không có chuyện này đâu quý vị. Đệ tử của Đức Phật từng đời toàn là những người có trí tuệ, không có ai đi làm cái chuyện tào lao này chứ. Người ta toàn bộ là người ta chỉ đem phương pháp chỉ dạy. Nên bản thân người ta cũng đang mở dây, mình đang mở dây được nhiêu, mình chỉ người ta mở dây bao nhiêu.
chứ không có cái chuyện làm chuyện tào lao là để tôi mở dây cho, không có cái lý đó đâu. Ông làm thì ông chịu, ông gieo nhân thì ông gặt quả. Thì cái nhân ông gieo không phải thì ông chịu quả không phải. Khi ông gieo nhân tốt lại thì quả nó tốt lại. Cái nguyên lý của ông đi vào con đường bùn lầy thì ông kinh nghiệm đây là đường bùn lầy. Ông quay lại đi con đường đàng hoàng thì ông sẽ hưởng con đường đàng hoàng. Thì cái nhân cái quả là tự mình điều chỉnh lại. Cái xấu mình nhận thức để mình chuyển nó thành cái tốt. Thì nhân tốt quả tốt, nhân xấu quả xấu, rõ ràng không sai. Đúng không? 100% luôn. Sự chia sẻ này là 100% xác thực luôn. Không còn nói vòng vo nữa, đúng không? Giờ ba chợ không biết Phật pháp gì chứ mà nó nói quý vị nghe được đó. Tại vì sao? Nó không muốn móc túi quý vị. Đã là không muốn móc túi thì nói rất thẳng và nói rất thiệt. Mà tự nhiên không muốn móc túi thì có trí tuệ. Chỉ cần có cái tâm móc túi thôi là trở thành ngu si liền. Được, để thầy làm cho con. Được hết. Công đức vô lượng, công đức vô lượng. Quý vị cúng cho tôi 100 tỷ cũng không có công đức nữa, đừng nói công đức vô lượng. Tại vì sao? Vì quý vị không lo tu đạo mà công đức gì? Quý vị nghe nhà Đức kể bao nhiêu lần Vua Lương Bỏ Đế, ai là người xây chùa nhiều bằng Vua Lương Bỏ Đế? Ai là người hộ trì Tam Bảo mạnh bằng Vua Lương Bỏ Đế không? Ai là người làm phước đức bằng Vua Lương Bỏ Đế không? Vậy mà tại sao Tổ sư Đạt Ma là bậc đắc đạo mà gặp Vua Lương Bỏ Đế nói rằng ông có một chút công đức gì chứ? Còn mình làm có chút xíu à. Công đức vô lượng, công đức vô lượng, không có vô lượng, không có một chút nào chứ. Trời ơi, tính ra cộng trừ nhân chia của chừng có tội, chừng nó có công đức. Tại làm có một chút và lên mặt, làm có một chút là kiêu ngạo ngã mạn, trừ qua sớt lợi bị người ta khen cái mắt tiêu thịt nhắt chứ còn gì đó mà công đức. Công đức là từ cái tâm không nghĩ tới á. Việc thiện chân thật làm không nghĩ tới người ta khen, khen cũng không kiêu ngạo ngã mạn. Đó mới gọi là công đức, vì công đức nó không bị bợn, không bị dơ. Nó mới là công đức. Công đức là tự tánh hiển lộ là công đức. Còn cái chuyện chúng ta tạo một chút phước đó là phước báo hữu lậu, người ta khen mình cũng là hưởng. Mà mình không chấp thì không có hưởng cái gì. Nhưng mà mình thích người ta khen, người ta khen thì nó bỏ vào cái nhân và cái quả. Thì mình hưởng ngay cái chỗ là mình muốn người ta khen, người ta khen mình. Như vậy thì mình hưởng cái phước được khen. Hiểu không? Còn cái nguyên lý của việc làm thiện thì quý vị sẽ nêu lên à, làm như vậy là tu vì người, ai khen ai chê kệ người ta, tu vì người thì đó hoàn toàn trở thành công đức hết. Mà có phước báo cũng phước báo cực kỳ lớn luôn. Còn nếu có cái tâm muốn người ta khen thì cái chuyện này phước báo rất là nhỏ. Trong một pháp dạy rất là rõ ràng. Nên hàng Phật tử mà đi về chùa mình, những cái việc mà từ xưa tới giờ chúng ta đi đến chùa chiền tu hành, một số điều mà chúng ta không hiểu và cuối cùng đem Phật pháp trở thành mê tín thì chúng ta thay đổi là hết. Ví dụ như giờ cúng một pho tượng ghi tên vô đó, in kinh sách ghi tên vô đó, cái việc đó của vị thầy chủ trì muốn ghi ghi chuyện của ổng, có khi ổng ghi cũng là vì cái người đó lấy lòng tình cảm thôi này kia, ổng ghi vô để cho mà nó có cái tình cảm thì mai mốt người ta thích làm gì, ổng có giảng, ổng có dạy nên cuối cùng ổng làm gì để cho người ta thích, người ta đi theo người ta làm, hiểu không? Còn cái chuyện đó là cái chuyện của ổng, còn bản thân mình thì mình không có cần thiết cái chỗ đó làm gì. Hoặc là mình cúng dường ổng muốn ghi cái tờ công đức hay ghi cái tờ gì, cái chuyện của ổng. Còn cái chuyện của mình con không có cần ở vụ này. Còn ghi xong đưa cho mình nói dạ thưa thầy con có nhận cái này thầy ơi. Con làm là con làm thôi chứ con không nhận cái vụ này. Thôi thầy giữ giùm cho con đi. Vậy là xong rồi, con muốn ghi gì đó là ghi. Còn riêng bản thân mình không bao giờ mong cầu làm cái việc thiện, việc phước gì mà người ta ghi vô đó làm gì chứ. Còn người ta muốn ghi là chuyện của người ta. Vậy thì bản thân quý vị vô cùng an vui và tự tại. Xuyên qua cái chỗ cầu an và cầu siêu mà chia sẻ ra như vậy để mà chúng ta tiếp nhận Phật pháp, chúng ta có một cái sự nhận thức về Phật pháp và trí tuệ. Chứ không phải Phật pháp mà làm cho chúng ta thêm nặng nề, không phải chúng ta học Phật mà chúng ta đi làm chuyện bao đồng, làm chuyện khổ đâu. Cái chuyện nhà của mình có khi còn lu bu lộn xộn mà mình đi chạy lo chuyện nhà người ta làm chi. Nên cái câu nói mà nhà mình quét chưa sạch mà đi quét nhà người, nên cả đời tôi quét nhà của mình mà quét còn chưa xong đi quét nhà ai. Nên quý vị thấy quanh năm những đứa có đi đâu không? Không. Thì chúng ta về đây để cùng khuyên nhau cùng quét nhà. Chứ tôi đâu có làm chuyện bao đồng đi lỡ nhà bị quét đâu. Tại nhà tôi còn một đống rác đây mà giờ đi quét rác nhà người ta. Có khi người ta không khen mình, người ta không cảm ơn mà người ta còn chửi mình nữa chứ. Thôi thôi, tôi cứ cố gắng ở nhà tôi quét cho nó đàng hoàng. Thì bây giờ mỗi ngày chúng ta nghe pháp, chúng ta niệm Phật là mình đang quét nhà của mình. Cái nhà mình là cái tâm mình á. Rồi cái tâm của mình quét chân thật rồi tự nhiên cái nhà mình bình an. Nguyên lý là như vậy thôi. Nên chúng ta cứ cố gắng chúng ta lo quét cái nhà mình cho nó đặc biệt đi quý vị. Còn đi đến chùa ngày thứ bảy chủ nhật là chúng ta tu để gieo duyên cho nó đặc biệt. Khi ngồi chung như vậy nghe pháp là nó kết duyên với tất cả người trong đây rồi. Nên những đức nói rằng thí dụ như chúng ta thiếu duyên thiếu phước
chúng ta gặp người ít biết nói chuyện, gương mặt mình buồn phiền, mình đi đến chùa này nó đông người thì bắt buộc mình phải giao tiếp, bắt buộc mình phải nói chuyện với hàng Phật tử. Rồi mình ngồi nghe pháp cùng gì là nó kết duyên với tất cả những người nghe pháp như vậy. Mình niệm Phật gì thì cùng niệm Phật cùng với mọi người gì thì nó kết duyên với tất cả chúng sanh đang tu, gọi là nương chúng nhờ chúng, đức chúng như biển cả mênh mông. Nên nhân duyên phước báo của mình nó tăng trưởng vô cùng lớn khi mình ngồi trong đây nghiêm túc, hay là mình ngồi trên lầu mà không có những đức nó giảng ở trên đó, mà mình ngồi vẫn nghiêm túc, mình ngồi ở bên ghế đá bên kia mình vẫn ngồi nghiêm túc, mình chỉ cần ngồi nghiêm túc thì tức khắc sanh ra phước báo từ đại chúng. Nó rõ ràng. Ví dụ như một đứa bé nó nhỏ xíu gì mà nó ngồi đàng hoàng nó nghe pháp đi thì duyên của nó rất là lớn. Có cái đứa bé kia kìa, quý vị biết rằng đó, ba của nó gặp những đức nói một câu nè: thầy ơi, con từ khi còn nhỏ xíu đứa bé này là nó lạ tai là nó rất thích niệm Phật, nó chỉ niệm Phật. Trong cái phòng ngủ của nó lúc nào nó cũng để máy niệm Phật, lúc nào tắt máy niệm Phật là nó không chịu ngủ. Lúc nào để máy niệm Phật thành thói quen luôn thầy. Quý vị biết rằng bé nó lớn lên nó đi học quý vị, nó thi, nó đậu vào cái trường mà ta được mà đưa nó qua bên Mỹ bên học quý vị. Mà trong nước Việt Nam mình không có được mấy đứa gì mà nó được du học, tiền du học Mỹ quý vị, mà nó được 5 tỷ. Thi đậu cái trường mà gọi là được đi du học bên Mỹ mà được cái trường học người ta cho tiền được 5 tỷ quý vị. Thì vì biết nó giỏi cỡ nào chưa, mà từ khi còn nhỏ là nó thích niệm Phật, nó nghe câu Phật hiệu nó thích niệm Phật. Thì những đức nói với cái người đó một câu gì, đức nói như nè: bây giờ anh cứ nghĩ đi, anh biết những đức, những đức lớn già cái đầu mới đi tu nè, cái tờ giấy của những đức là giống như nó lem hết trơn, người nó lem hết rồi. Từ khi còn nhỏ tới 29 tuổi nữa đời người là cái tờ giấy như đức nó lem lú hết trơn rồi. Vậy mà như đức đi vô trong ngôi Tam Bảo, như đức gặp ngay pháp môn niệm Phật này, chỉ có một câu Phật hiệu thôi, vậy mà những đức chùi còn sạch kìa, chùi còn sạch bớt bao nhiêu cái lem luốc trong cuộc đời. Những đức tờ giấy nó lem luốc mà câu Phật hiệu này những đức còn chùi được nè. Anh nghĩ đi, bây giờ anh biết những đức từ khi ở ngoài đời những đức cùng với anh Thăng đó chơi chung đó, anh biết những đức người có khả năng thuyết giảng không? Không. Anh thấy những đức người có cái nhân duyên đặc biệt không? Không. Mà anh thấy những đức xấu xí đúng không? Đúng. Anh thấy những đức có sợ học không? Không. Trình độ lớp 2, lớp 3. Rồi anh thấy những đức thường hư hỏng đúng không? Đúng. Vậy thì những đức bây giờ như vậy và ngày xưa như vậy. Như vậy thì mười mấy năm nay những đức đi vô chùa tu, anh biết những đức làm cái gì không? Làm cái gì? Chỉ có niệm câu A Di Đà Phật và phi người niệm Phật, và ăn chay phi người ăn chay, phóng sanh phi người phóng sanh. Chỉ có đúng như vậy thôi. Mười mấy năm nay những đức làm như vậy thôi. Nếu như từ năm 29 tuổi mà những đức đi học, đi cầu học, đi học môn này môn kia, thì mười mấy năm nay những đức vẫn chưa làm được một cái gì cả, vẫn là đi trên con đường sở học không được gì. Như vậy mà từ khi những đức gặp tịnh độ là niệm Phật cho tới bây giờ là 13 năm. Vậy mà những đức làm bao nhiêu việc trong Phật pháp, mà anh thấy những đức ngồi chia sẻ Phật pháp bao nhiêu ngàn người người ta ngồi nghe, mà anh thấy bao nhiêu ngàn người ngồi nghe, anh dễ không? Bây giờ những đức hỏi anh là người có sở học đó, anh học rất cao, có trình độ rất cao đó, anh giảng được cho 1.000 người nghe không? Anh nói không bao giờ. 50 người cũng cực kỳ khó luôn, chứ đừng có nói chi mấy ngàn người. Vậy tại sao những đức nói chuyện với mấy ngàn người nghe mà người ta nghe được? Thì anh biết từ đâu? Từ niệm Phật. Đó. Nó già cái đầu mới đi tu này mà còn vậy phát huy được nè. Thì coi đó, còn phát huy được đó không? Chỉ đứa nít này, một đứa con nít nhỏ này mà nó chịu nghe pháp, nó chịu niệm Phật đi quý vị coi. Sau này đứa con nít này nó không phải đứa tầm thường. Một đứa hiền hậu với cha mẹ, một đứa hiếu với cha mẹ, một đứa có đạo đức, một đứa thông minh vô cùng, một đứa biết người biết ta, lạ như vậy đó. Niệm một câu Phật hiệu tự nhiên nó biết mình biết ta liền. Và cuộc sống của nó đi đến đâu cũng được người ta thương yêu. Và tự nhiên cái góc độ rất sâu, góc độ rất sâu sắc nhìn nhận. Hay lắm, chỉ có một câu Phật hiệu thôi. 100% luôn, chỉ có một câu Phật hiệu thôi. Quý vị biết những đức chuẩn bị qua đi chia sẻ Phật pháp á, thì quý vị bên đây niệm địa chung. Bây giờ từ hôm nay chủ nhật á, những đức lấy cái điều địa chung 4 chữ á. Quý vị thấy nãy có 4 chữ 20 phút nó xứng đáng chưa? Còn nếu như giờ người niệm một câu mà gặp mà rề rà bị ngồi nó không đơn giản á nghe. Những đức ngồi bên kia chứ những đức vẫn biết bên đây nó không đơn giản á. Nó chở mình liên tục quá. Nó như vậy mà cái điều địa chung quý vị thấy chưa? Cái điều địa chung 4 chữ quý vị thấy nó hay chưa? Bây giờ nhà đức áp dụng cái điều địa chung 4 chữ mà đến mức mà nhà đức đi xe nhà đức còn dùng nó luôn á. Chở mấy cô mấy chú đi qua đi lại bên kia là mỗi lần đi đây qua bên Đại Tùng Lâm là 13 phút. Là những đức bắt cái điều địa chung này từ đây qua bên kia dụng công được 13 phút. Đi về được 13 phút là được 26 phút. Mỗi lần họp những đức bắt điều địa chung lên niệm tiếp tục nữa 20 phút là tu đường thờ ngắn nữa. Không có cho gián đoạn tu đường thờ, muốn ăn gì ăn, muốn họp gì họp.
À, còn những đức thì đi qua thì lại những đức bắt đều đi chung, đi qua bên kia công việc xong rồi vô phòng những đức bật cái đều đi chung, niệm được 20 phút rồi ngồi chơi một chút xíu, bật thêm 20 phút, niệm được 2 lần, tới giờ ăn cơm cũng mót được 40 phút. Cứ nghĩa là mót mỗi ngày mót chút cái đều đi chung, tại vì nó mau quá, nó làm cho mình nó thu hút, nó không có rì rà, nó nhìn ra được cái đều đi chung này quá hay, nó đặc biệt quá. Mà buổi sáng khi mà thức dậy mà niệm cái đều đi chung cái là tỉnh veo liền, là lễ Phật ngon lành. Vì con nó niệm vô cùng mà A Di Đà Phật, 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 nó niệm bởi vì thở không kịp theo, đừng nói mà suy nghĩ, niệm mà thở không kịp luôn. Qua mấy người khiếm thị bật cái điều đi chung cho họ niệm, mà có cái ông khiếm thị ông làm nè, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nó thở không kịp vì nó hút hơi thở đâu, nó niệm theo. Vì nghĩ thì sao mà cái vọng tưởng chịu nổi, thì sao mà nó vọng tưởng vô được không? A Di Đà Phật, 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 thấy không? Nó niệm hút mình vậy. Mà mình đừng có dạy mình đi theo cái máy gì mà khi chịu không nổi, mình thí dụ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, mình ngừng lại vậy, mà mình cũng đang A Di Đà Phật mà mình ngừng lại mình hút hơi, xong mình tiếp tục, mình nương theo vào cái máy đó đấy, mình phát âm từ từ, chứ ai kêu bị hốt theo mình thở không nổi. Ai kêu mình A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, ông thầy hơi dài quá, thầy không nổi. Cái máy chứ ông thầy nào, cái máy chứ ông thầy nào mà niệm được vậy, hơi nào mà dài vậy, biết không? Nên mình ví dụ như mình bật cái điều đi chung lên mình niệm sướng nhất là gì? Mà ông thầy trong cái máy A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, mình ở ngoài mình là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Mình niệm theo, mình nương cái máy theo. Tức khắc lướt theo. Có những câu phát âm lớn theo. Hạ xuống, lớn theo. Hạ xuống để chỉ mình khỏe. Nó có cái máy, có cái âm thanh của cái máy, biết không? Thế là mình niệm phải re, ai kêu mà niệm chi mà hước theo chi mà hước theo mà A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Trời ơi, giống như con cá linh ở dưới quê miền Tây mà nó ngáp sắp chết, nổi đầu, thấy không? Nên từ nó phải biết cách thì đặc biệt lắm quý vị. Nó nên mỗi tuần chủ nhật bây giờ những đức bắt cái điều đi chung lúc 8 giờ cho vị niệm được 20 phút rồi thấy ăn khách rồi đó. Lấy 20 phút ngon lành luôn, thấy chưa? Nó nghĩa là sắp xếp nghĩ cho làm sao người ta dụng công mà người ta tu được. Nói người ta nghe pháp được, tu được. Nên tất cả mấy cháu nhỏ nít ở đây mà các con mà biết niệm Phật, các con là những đứa thông minh, đứa tuyệt vời. Những đức nói đứa con trai này sanh ra đời không đẹp trai, xấu lung luôn, hô luôn. Chỉ cần biết niệm Phật, lạ thai nhân duyên kỳ cục. Nếu mà đi tu cũng là người đi tu đặc biệt. Còn nếu mà ở ngoài đời bao nhiêu đứa con gái đi theo. Sao nó có duyên mà quý vị, cái người niệm Phật nó có duyên mà nó. Còn đứa con gái này mà chịu biết niệm Phật, quý vị coi nó điềm đạm, đứa con gái này nó có duyên đặc biệt luôn. Dù không đẹp mà tự nhiên có duyên lạ lắm. Rồi quý vị biết rằng niệm câu Phật hiệu này là niệm cái nhân địa tu thành tựu của Phật A Di Đà. Lấy cái nhân thành tựu đó làm cái quả tu cho mình, thấy không? Quý vị coi cái quả tu thành tựu, lấy quả làm nhân, lấy nhân làm quả, nó là một nguyên lý. Nên cái bữa nay mà về đây nói chuyện hơi nhiều quá nha, nãy giờ có nhiều cái tư tưởng đặc biệt đó nha quý vị. Nên cái ngày nay là ngày gì? Cái ngày nay là cởi mở tâm tư để từ tổ tiên ông bà của mình phải được hưởng nhờ, là tất cả người còn sống với người đã chết về đây phải cởi mở tâm tư hết và nương vào bổn nguyện Di Đà để cầu sanh cực lạc. Thì cái tâm này là tâm đại cầu an, đại cầu siêu, bồi hướng cho tổ tiên chúng ta được siêu thoát. Nhớ nha. Mà chúng ta chấp tay hồi hướng quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sanh về tịnh